Sáng nay ngày 7 tháng 8, Ban tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã họp thống nhất các nội dung tổ chức cuộc thi. Cuộc thi báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức nhằm thực hiện tốt đề án số 16 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Theo đó, cuộc thi năm nay sẽ có 8 đội thi đến từ các khối thi đua sở ngành, doanh nghiệp nhà nước tham gia tranh tài ở 3 phần thi: kiến thức pháp luật, xây dựng kịch bản, giải quyết tình huống và phần thi thuyết trình. Toàn bộ cuộc thi sẽ được ghi hình và phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai, dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2023.